Mến chào quý anh chị, là đây em đây, Phan Hảo và Rượu Vũng Tàu, chuyên sang hàng một ha. Thì hôm nay em đang có mặt tại khu tái định cư Lộc An, tọa lạc tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì hôm nay em có một cái lô đất, trên đất của mình là có nguyên một vườn trái cây ha. Có nhà tôn, nhà tôn này giống như cái kho thôi nha quý anh chị. À, đường này là sắp lên nhựa ha, đã đủ cống rồi, chuẩn bị lên nhựa. Tại vì ở đây đường bàn cờ của xã Lộc An là chuẩn bị là sắp lên nhựa ha. Đây giống quý chị, một cái sản phẩm của mình là một lô đất đây, tổng diện tích là 188,9 mét vuông ha. Bán mặt tiền đây, qua ngay trụ điện là 10 mét. À, đã bao quanh hết lưới B40 rồi nha quý chị. Sâu vào trong là 19 mét, full hết thổ cư. Hiện tại chủ đang kêu giá chỉ có 2 tỷ 050 triệu ha. Nguyên vườn trái cây luôn quý chị. Xoài rồi cóc mặn ha. Đó, xoài này chín luôn quý vị. Đó, có mấy xoài sắp chín nữa ha. Thì em cũng xin nói luôn, hiện tại chủ đang bị bể nợ rất là nặng luôn ha. Sổ đang vay ngân hàng và cần bán gấp ha. Có sẵn cái kho này ha. Mình đã đi ra biển Lộc An chỉ khoảng tầm chưa tới 1 km thôi quý vị, khoảng tầm 800 m thôi. Còn trường học đây, đi ra đây là điện máy xanh nè, trường học của ủy ban đây ha. Sát đây luôn quý anh chị, gần chợ Lộc An luôn. Mình là có nhà tôn ha, cái lô đất này là cái bên hông của lô đất mình nha quý anh chị. Mình là có cây này là cây táo quý anh chị, cây táo này của mình ha. Đó, cây này cây bơ, có cây bơ này, cây ổi, cây thanh long, nguyên vườn trái cây luôn quý anh chị. Mình là dài phía sau này luôn ha, vào tới đuôi đất này luôn. Đó, có cái ổi nè quý anh chị, ổi này có trái này. Trái chín luôn rồi quý anh chị. Đây có trái chín nè, trái chín này nè, đó. Chín nè, chín nè. Đó, có cây mận cầu nữa, nguyên cây mận cầu nữa quý anh chị. Bao quanh hết lưới B40 rồi nha quý anh chị. À, mà giá chỉ có 2 tỷ 050 triệu thôi ha. Hiện tại chủ đang nuôi mấy con gà này, mấy con vịt đây nha quý anh chị. Gà vịt ngang ngỗng. Đường này chuẩn bị lên nhựa rồi. À, mà giá cực kỳ hời, giá chỉ có 2 tỷ 050 triệu thôi ha. Đây. Mình đây ha. Ở đây thì dân cư kính rồi quý anh chị. Đây là trường học ha. Ra đây là trường học. Còn ra đây là đường Hàng Dương. Ra đây là đường Hàng Dương này. Đó, ra đây là đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu. Cách đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu là khoảng tầm 200 mét thôi. Khá là gần ha. Khu dân cư của xã Lộc An. Để em quay sổ và soi quy hoạch của mình xem. Đây quý anh chị, sổ mình sổ sẵn công chứng sang tên ngay ha. Về đất số là 86, tờ bản đồ là 40. Địa chỉ xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích là 200 mét vuông, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị là full thổ cư thời hạn lâu dài ha. Thì số mình là số cũ, lúc trước là 200 mét vuông, nhưng mà bây giờ nếu mà mình ra sổ mới là đúng diện tích thực là chỉ 188,9 thôi nha quý anh chị. À, tại vì sổ cũ là ngăn 10/20, nhưng mà bây giờ nếu mình ra sổ mới là chỉ ngăn 10/19 thôi nha quý anh chị. Đây hướng tây bắc này. Để em soi quy hoạch của anh chị xem ha. Ngăn 10 mét này, sâu 19 này. Tổng diện tích là 188,9 mét vuông. À, đường chuẩn bị lên nhựa rồi nha quý anh chị. À, thì anh chị nào đang tìm vị trí gần biển Lộc An. À, đây, mình là sau lưng đường Hàng Dương luôn nha quý anh chị. À, ra đây xíu xíu là biển Lộc An rồi. À, đó, sát cái biển Lộc An luôn ha.
Đấy thì anh chị nào mà quan tâm sản phẩm thuộc xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu thì inbox điền cho em ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.